Cũng trong hôm nay, tới thăm tặng quà Tết cho một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thành phố Cần Thơ trong năm vừa qua, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, mặt trận trên địa bàn cần có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để mỗi hộ nghèo, gia đình chính sách được đón Tết trong không khí đầm ấm, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Lưu ý diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong những ngày qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Cần Thơ cần có kế hoạch cụ thể để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo cho đời sống của nhân dân. Trước mắt cần đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn trong dịch bệnh. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tình hình phòng chống dịch COVID-19 và công tác chăm lo Tết cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trước đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình ông Huỳnh Cương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.